Do giá dầu thô thế giới giảm khoảng 5% xuống mức thấp nhất trong 5 tuần qua, nên các doanh nghiệp đầu mối dự báo xăng dầu trong nước có thể giảm trong kỳ điều hành ngày mai mùng 4 tháng 5. Đại diện một doanh nghiệp đầu mối nhận định, theo đà giảm dầu thô trên thế giới, nhiều khả năng giá xăng dầu ngày mai có thể giảm khoảng từ 800 đến 1.000 đồng một lít. Tuy nhiên, việc điều chỉnh giá xăng dầu sau kỳ nghỉ lễ ra sao còn phụ thuộc vào biến động của giá xăng dầu thế giới trong những ngày tới phụ thuộc vào việc trích lập quỹ bình ổn xăng dầu và các loại phí có điều chỉnh khác nếu có. Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 3 tháng 5 được áp dụng theo phiên điều chỉnh ngày 21 tháng 4 của Liên Bộ Tài chính Công Thương. Cụ thể, giá xăng RON95 giảm 610 đồng một lít, giá bán là 23.630 đồng một lít, giá xăng E5 giảm 490 đồng một lít, giá bán là 22.680 đồng một lít. Giá các mặt hàng dầu có loại giảm, có loại tăng. Cụ thể, dầu diesel 19.390 đồng một lít, giảm 750 đồng. Dầu hỏa có mức giá mới là 19.480 đồng, giảm 250 đồng. Dầu ma rút tăng 650 đồng, có giá mới là 15.840 đồng một kg. Trong kỳ điều chỉnh lần này, cơ quan điều hành đã quyết định trích lập 300 đồng mỗi lít xăng với xăng E5, RON95, dầu DO và dầu hỏa riêng dầu ma rút không trích lập cũng không chi sử dụng. Do kỳ điều chỉnh giá của Liên Bộ Tài chính Công Thương rơi vào ngày nghỉ lễ mùng 1 tháng 5, nên giá xăng dầu trong nước sẽ được điều chỉnh vào ngày mai mùng 4 tháng 5 khi kỳ nghỉ lễ kết thúc. Nếu giá xăng dầu trong nước ngày mai giảm đúng như dự báo, như vậy từ đầu năm tới nay giá mặt hàng xăng dầu đã trải qua 11 lần điều chỉnh, trong đó có 6 lần tăng, 4 lần giảm và 1 lần giữ nguyên.